Hello, anh em đã quay trở lại với kênh của channel của Chim Ưng Vlog. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn. Mình đã bị tật chân các bạn ạ. Mình đã dọn đồ, mình quay lại review một cái mái Nhật các bạn ạ. Mái Nhật hai mái hình chữ L, mình đã giải quyết gần như là xong các bạn ạ. Phần mái, phần khung. Đó các bạn. Đó, đây là mái phụ các bạn nhé. Đó, mình dâng cột bằng 7 75 một ly các bạn ở trên này nó toàn dùng một ly thôi các bạn nhé, dùng toàn bộ một ly không. Đó, đây là mái chính của mình này. Mái chính của mình thì cái độ nó gần vuông, nó lại không vuông hẳn mà nó lại hơi lệch tí các bạn ạ, nên cái chóp nóc của nó hơi bé. Quay bốn mua góc này đẹp nhất các bạn ạ. Còn dư hai cái này mình để đi đan xương tiếp, ngày mai là xong xong phần xương các bạn nhé. Có mưa được không, để cột điện này. Không cần chống các bạn nhé, để chỗ này nuôi chim bồ câu các bạn, hoặc nên đây uống rượu nên mình quyết định dùng ít chống thôi, để khoảng không nó rộng. Độ dốc của mình là 30% các bạn nhé. Để tính độ dốc thì rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Ví dụ như các bạn lấy độ dốc là bằng 40% hoặc là 30%, thì lấy 30 chia cho 100 nhân với độ dài của cạnh góc vuông đáy là sẽ ra được độ dốc các bạn ạ. Đó. Thôi mình xin phép các bạn mình review vậy thôi. Đòn tay này là bằng 2550 một ni. Chi này nó không bán ni tư. Còn cái này là bằng 48. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.